khán giả Pop một năm mới an khang thịnh vượng. Mỹ Linh muốn gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị khán giả, những người yêu nhạc, những người nghe nhạc của Mỹ Linh và của nghe nhạc nói chung ở trên thế giới. Một lời chúc một năm mới bình an, nhiều niềm vui và phát tài. Chúc tất cả quý vị khán giả của Pop TV đầu năm cũng khỉ, gia đình hoan hỷ, sức khỏe bình bỉnh, tiền vô bạc tỷ, cũng hỷ cũng hỷ. Thu Minh thương chúc tất cả quý vị khán giả một năm bính thân ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, bình an và luôn luôn có những tiếng cười và vòng tay ấm áp trong gia đình thân yêu của mình. Nhân dịp đầu năm, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đến tất cả khán giả của Pop TV. Một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, nhiều tiền bạc và nhiều giàu sang. Thì Đăng Trường xin phép được gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả và các bạn, những người yêu mến Đăng Trường cũng như là yêu mến chương trình Pop Việt Nam, sẽ có một mùa xuân thật là vui tươi, nhiều sức khỏe, lúc nào cũng may mắn trong công việc của mình, vạn sự như ý. Kính chúc đến quý khán thính giả của Pop một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Năm Quý Kỷ là một năm mà hứa hẹn nhiều thách thức nhưng mà cũng rất nhiều những thành công đang chờ đón tất cả mọi người. Chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, bình an, thành công và hạnh phúc. Chúc cho tất cả chúng ta, tất cả khán giả có một mùa xuân thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, nhiều tiếng cười, may mắn và đặc biệt là tất cả những cái mong mỏi mà quý vị chưa đạt được trong năm 2015 thì năm 2016 này sẽ đạt được tất cả mọi thứ, cả về công việc cũng như sự nghiệp, cũng như sức khỏe và hạnh phúc trong gia đình. Chúc nhân chúc cho mọi người sẽ tràn ngập niềm vui, đủ bình yên trong cuộc sống, luôn tràn ngập tiếng cười và phải có thiệt nhiều tiền. Chúc quý vị khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc tất cả quý vị một năm mới nhiều niềm vui, đặc biệt là sức khỏe luôn luôn là dồi dào, luôn luôn thật là tốt, sung mãn, nhiều cơ hội may mắn tới và luôn luôn tiền đầy túi. Chúc cho quý vị khán giả thân yêu một năm tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, tất cả mọi điều đều hanh thông. Nói chung là trên môi luôn nở nụ cười nhé. Năm nay là năm con khỉ, Quốc Thuận xin chúc khán giả được nhiều như ý, một năm đầy tiền tỷ, cuộc sống không bao giờ bị bí. Năm nay năm con khỉ, chúc cho quý vị vạn sự như ý. Một mùa xuân sắp đến rồi và Khánh Linh nghĩ rằng có rất nhiều những hy vọng, có rất nhiều những ước mơ và quan trọng hơn nữa đó là chúng ta sẽ luôn luôn thực hiện nó như thế nào. Vậy chúc cho quý vị thật nhiều những sức khỏe và thật nhiều những sáng tạo hơn nữa để làm cho sự nghiệp của mình tốt đẹp hơn. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta trong năm bình thường. Chúc cho quý vị khán giả một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Chúc cho tất cả quý vị sẽ tràn đầy sức khỏe, may mắn. Chúc cho các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Chúc cho mọi khán giả và các bạn của Pop có một mùa xuân vui tươi, nhiều sức khỏe, may mắn và luôn luôn thành công trong công việc của mình. Mỗi năm xin gửi lời chúc cho quý khán giả sẽ có một mùa xuân là an khang thịnh vượng và sự nhí phát tài phát lộc. Hồ Bồ Chung xin được chúc tất cả quý vị có một mùa xuân thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, luôn luôn may mắn nè, luôn luôn phát tài nè.